Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 con huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chờ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi gắm tất cả các bạn một siêu phẩm, đó là về một cái phân tích lối chơi và một cái đỉnh cao của sự di chuyển. Trong trận đấu này, team mình có Vered, Natalia, Helen và Cafeni. Thì trận đấu này thì mình nhận định được rằng trong bộ đội xạ thủ của mình có Helen và Cavani là một bộ đội rất mạnh. Cho nên mình sẽ khai thác và trận đấu này mình sẽ chơi thiên về hỗ trợ phần nhiều, để mình sẽ đánh từ cái đường rồng đánh lên và lấy lợi thế từ đường rồng để đánh lên và kết thúc trận đấu từ đường rồng. Thì mình nhận định được như vậy, cho nên mình sẽ ăn cho mình cái con bùa xanh ở đường cá xá trước, sau đó mình sẽ đảo một vòng rừng ăn con bùa đỏ và tiếp tục mình sẽ tập trung để đi gánh ở cái đường rồng này luôn các bạn nhé. Và có một cái rất là hay và mình nói luôn, nếu mà trận đấu này thực sự nếu nằm trong cái chiến thuật của mình, từ từ đấy, ôi ôi có mang ống ôi ấy, ngon lành. Nếu trận đấu này thằng CP của team địch là Malok mà nó biết chơi ấy thì chắc chắn nó sẽ bị mình lừa, nhưng nếu gặp thằng Malok nó không biết chơi thì chiến thuật này của mình nó sẽ gọi là không phải là phèo hoàn toàn, nhưng nó sẽ vấp khó khăn. Tại vì sao mình lại nói như vậy thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn giải thích cho tất cả các bạn. Còn trước mắt mình sẽ tập trung đi gánh đường rồng này và cố gắng nhất có thể để lấy được cái lợi thế. Và mình thấy team địch đang còn ở đường mid 3 vị tướng, và pha này mình cảm giác rằng một mình thằng Violet mình sẽ bắn trụ cái pha này. Rồi kích hoạt chiêu 1 lên, còn chiêu 3 nhá. Đây chiêu 3, rồi dính rồi. Chiêu 2 kích hoạt, chiêu 3 tải kích hoạt, bạch rồi. Ba thằng team địch nó lao lên đánh luôn 3v3 sợ gì. Rồi chơi luôn 3v3 mà các bạn, Violet rồi coi như nó phế rồi, chết rồi. Ok, 1-1 cân 3 các bạn ơi. Rồi Cavani chết rồi. Ôi dồi, thằng Malok này đồ đánh hay quá. Ôi dồi, nó còn level 4 thế này rồi. Sao thôi, thằng Malok này biết chơi anh em nhá. Mình nhìn sơ qua về cách di chuyển đường mid và cách combo của Malok thì đây là một vị tướng biết chơi. Và biết chơi thì như thế nào ạ? Sẽ bị cương lao lừa các bạn nhé. Các bạn hãy xem đi. Rồi, lừa Malok như nào thì các bạn hãy xem cách cương lao lừa này. Đây, thường trận đấu này mình là phân tích ngay từ quan điểm đầu rang. Từ đầu game mình sẽ chăm bẩm cặp đôi Helen và Cavani thật mạnh để nó ép đường ở phút thứ 5, thứ 6. Vậy làm thế nào để cho Cavani và con Helen ép đường được các bạn? Rồi cái pha này để từ từ mình lao lên người đã. Rồi thằng rừng nó chết tiếp. Ăn con rồng xong mình chim cút về mình phám tiếp các bạn nhé. Phám tiếp. Làm thế nào để cặp đôi Helen và Cavani nó mạnh? Đó chính là thằng Malok biết chơi. Mình sẽ không phải cái nhất tiết các bạn cứ gánh đường rồng nhiều là để giúp nó đâu, mà đôi lúc chúng ta sẽ nhìn thằng Malok, là thằng hay di chuyển đúng không? Thằng Malok hay di chuyển đúng không? Thì khi chúng ta gánh giúp cho cặp đôi ADCP của mình tầm 2 lần gánh hoặc 3 lần gánh thì chúng ta sẽ không xuống đường rồng nữa, mà thay vì đó chúng ta sẽ ép đường mid. Ép đường mid để làm gì? Ép đường mid để thằng Malok nó ra thủ. Thằng rừng của nó thì coi như mình không quan tâm. Nếu thằng rừng nó mà biết chơi hoặc là hơn mình ấy thì nó sẽ ra thủ đường. Nhưng mình nghĩ là không, mình sẽ rủ thằng Malok ra đường mid các bạn nhá. Sẽ ra đường mid và cuối cùng cặp đôi Helen và Cafeni của mình ở lại như nào ạ? Ở lại giết thằng Violet. Đây là một cái pha cánh thành công tiếp của mình, nhưng nó vẫn chưa nói đến cái vấn đề gì hết. Cái quan trọng là cái bước tiếp theo của mình các bạn này, cái giá trị nhân bắn này, gặp một thằng biết chơi nhá. Đấy, gặp một thằng biết chơi thì mới dễ lừa các bạn ạ. Chính là nhiều người nói là lừa thằng không biết chơi, nhưng không, chiến thuật của cương lao là lừa thằng biết chơi các bạn nhé. Cái giá trị nhân bắn nó nằm ở đấy. Rồi, khi hai lần mình gánh đường rồng mình cảm thấy ổn áp rồi thì mình bây giờ sẽ chuyển qua đánh áp vào rừng nó, cùng sẽ gọi là như nào, cái này gọi là cái thao túng tâm lý các bạn này. Mình sẽ có sự xuất hiện ở đường này thì thằng rồng nó auto răng thằng rừng nó sẽ kiểu cảm giác như là nó sẽ đánh nhau ở đường rồng của mình, cho nên cặp đôi Violet và Malok nó sẽ có một cái gì để chơi không được thoải mái. Và vì nó đấy thì mình sẽ như nào ạ? Đây, cái này giá trị này, đẩy đường mid
mình sẽ đẩy đường mid, đứng ở đường mid này mình sẽ đẩy và gây áp lực cho nó. Và thằng Malok đấy các bạn nhé, thằng Malok đánh rất là hay luôn. Đây bây giờ nha, thằng Malok và thằng Violet thủ cái mid này rồi thì bình tĩnh lui một chút. Đây các bạn hãy nhìn cái đường dưới của mình nha. Cặp đôi Caffini Helen này, rồi mình sẽ farm con bùa này xong bắt đầu mình như nào ạ? Sẽ ra mình đá tiếp vào đường mid. Đấy, không phải nhất tiếp là cứ gánh đường rồng là tốt đâu, mà đôi khi ví dụ thằng Ma Lốc biết chơi đấy, khi mà có 2-2 mà cảm giác không chắc chắn thì các bạn hãy chọn cách đẩy đường mid cho mình. Thằng Ma Lốc biết đánh, nó sẽ ra thủ đường mid cùng thằng mid nó. Đấy rồi, từ mình hiện tại bây giờ từ mình sẽ farm xong cái tơ lính này cái đã. Đấy, đường dưới thì đang có gánh nhá, đường dưới đang có, các bạn nhìn trên bản nó có giúp mình, các bạn phải nhìn vào nó có, các bạn phải hiểu được mình hướng dẫn các bạn này. Đấy, thằng mid nó ADCP ở dưới. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy đường mid, sẽ kéo tím nó lên, sẽ kéo tím nó ra mid. Rồi thằng đương nó bị cầu đìa máu rồi, chết hay không? Không chết cái pha này. Rồi thằng Malok di chuyển nhá, Malok di chuyển thì thằng mid nó vẫn ở dưới thằng Vani. Tốt, bọn này nó đánh hay, nó chia ra để đẩy rất là tuyệt vời. Không sao các bạn nhá, mình sẽ ép thằng Malok này về, ép Malok này về, thấp máu về. Đây ăn con bùa sánh này đi. Để như thế nào ạ? Để cặp đôi ADCP của mình được tự do 2vs1 ở phía dưới. Đấy, trận đấu này pha này mình sẽ ép mid, mình sẽ đứng người mid thì bắt buộc thằng Malok không thể xuất hiện và thằng mid nó ra thủ. Thì như nào các bạn hãy nhìn đằng dưới kìa, các bạn nhìn đằng dưới nhá. Đấy, cái mục đích của mình là như vậy anh em nhá, mục đích của mình như vậy nhá. Ăn được cái trụ một rồi, từ từ chúng ta sẽ xoay để cho ADCP mình ăn tiếp với trụ hai. Đấy là một cái chiến thuật mà ngày xưa mình cũng đã áp dụng rồi, nhưng mà thực sự là đây là lần đầu tiên mình chia sẻ các bạn cách chơi. Đấy, không phải cứ nhất thiết cứ gánh một đường là lời thế đường đấy, mà chúng ta phải biết một cái sự gọi là cấu kéo những cái đối phương quan trọng của team địch để đi theo mình, gọi là thu hút đối phương vào mình và để cho đồng đội của mình có thời gian thoải mái pháp. Đấy là cái cách ở trong cái chiến thuật này. Đấy rồi, ok các bạn nhá, ADCP của mình vẫn cứ đẩy ở đường dưới. Rồi cái pha này thì mình sẽ lao lên hỗ trợ công ty mình một chút này. Đấy, trong một trận đấu thì không thể bỏ mặt đồng đội được. Rồi pha này chưa, ba Liliana. Rồi có Malok không biết nó dài khống chế không. Rồi Malok nó dài rồi, thôi kích hoạt tại cái, ôi dồi ôi, cái pha này. Đấy, đồng đội của mình đầy đi, mình đang thu hút thằng Malok và rất là nhiều. Rồi Caffini và Helen đội team mình rất là mạnh. Đấy các bạn thấy chưa, mình không quan tâm, còn bằng xương mình sống mình không chết được đâu. Mà cái quan trọng là mình cấu kiểu ăn được cái trụ thứ hai rồi. Khi ăn được cái trụ thứ hai thì chúng ta sẽ làm gì tiếp ạ? Ok, dồn toàn lực để cấu vơ AD các bạn nhá. Đây là phút thứ 7 rồi. Khi trong một trận đấu thằng Caffini nó sánh như vậy rồi thì chúng ta sẽ kết thúc trận đấu bằng một cách đi hỗ trợ Caffini. Helen, Darcy, Caffini, bổ ba bất tử các bạn nhé. Mình khẳng định các bạn một điều như vậy luôn. Được rồi, bây giờ mình sẽ farm xong này. Farm xong sẽ di chuyển. Đấy, di chuyển cùng cặp đôi Helen, Caffini. Mình không cần biết là Natalia đi mid hay là thằng Vethet đi top của team mình đâu. Mình chỉ quan trọng là Helen, Caffini. Mình đã cố gắng xây dựng để cho nó mạnh rồi. Thì bây giờ sẽ đi cùng với nó cover, ép trụ, đánh nhau. Cái pha này thì chỉ cần đánh nhau, pha này có một pha combat rồi, lao lên, giết cái thằng này đã, tuyển một đã, rồi tiếp tục lao lên đánh, rồi hai mạng, ngon ư luôn, ba mạng, chờ một tướng lĩnh sau lên nữa là có một cái trụ ngon ư các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy chưa, cái chiến thuật này của mình nói chung là chỉ áp dụng cho cái thằng CP team địch biết chơi thôi các bạn nhá, áp dụng cho thằng team địch biết chơi thôi. Và có nhiều người sẽ phản bác rằng, anh ơi, đó là do anh chơi quen hay anh mình chơi, các bạn nhá. Cái chiến thuật này các bạn chỉ cần rên rừ không đánh nhau và bắt buộc các bạn không chết. Phải nhớ mình cái chiến thuật này nhá. Đấy các bạn này dư mình ép mid, mình có đánh nhau đâu. Mình chỉ phám quái và gây áp lực thôi. Chứ mình có đánh nhau khô máu mà để mà chết đâu. Nên các bạn phải giữ cho mình cái mạng. Rồi, mình nghỉ trận đấu đến kết thúc rồi. Và các bạn hãy comment thật mạnh mẽ vào cái chiến thuật này của mình có hay hay không. Nếu không hay thì hãy comment để cho mình ngay cả sửa đổi. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip sau. Và tất cả các bạn hãy mãi yêu, bye bye.